Cửa hàng giày nam.com rất vui được gặp lại quý khách. Hôm nay giày nam.com xin giới thiệu về dòng sản phẩm công sở thời trang cao cấp Versace. Đây quý vị có thể thấy chữ Versace ạ. Ký hiệu và ở đấy cũng có đấy ạ. Thời trang Versace hôm nay thì có 3 màu đó ạ. Màu cam, màu đen và màu rượu vang. Được thiết kế rất là tinh xảo và sành điệu trên chất liệu da bò nguyên chất 100% xịn ạ. Đây quý vị thấy không tương tầm. Những cái chi tiết xung quanh thì cũng được thiết kế khá là đẹp mắt đó ạ. Các đường vân. Vân cá sấu đó ạ. Và màu rượu vang thì có các đường vân hoa rất là sành điệu. Đây quý vị nhìn đế của chúng là đế cao su. Rất là dẻo và bền chắc đó ạ. Vị rất là yên tâm khi mà đi lên chân là không trơn trượt đâu. Lớp lót thấy. Đây là lớp lót chống thấm, sẽ mang lại cảm giác rất là dễ chịu khi đi lên chân, nhất là cái thời tiết mùa hè nóng nực này đó ạ. Với 3 sản phẩm đó là GL2048 đen, GL2048 cam và GL2048 rượu vang thì các bạn có thể dễ dàng kết hợp được với những cái chiếc quần jean, quần kaki, áo sơ mi, áo thun thì đều mang đến cho chúng ta một cái văn phong đầy trẻ trung và cá tính đó ạ. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website giày nam.com hoặc hotline trực tiếp đến số máy 0912698523 để được nhân viên tư vấn trực tiếp, hoặc đến tại địa chỉ của cửa hàng cơ sở 1, 31/1 Nguyễn Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, cơ sở 2, 296 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Quý vị yên tâm khi mua giày tại cửa hàng giày nam.com thì quý vị có thể được bảo hành đến 12 tháng, được đổi trả trong vòng 30 ngày và được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Cửa hàng giày nam.com cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị.